cần đánh mới đau, không cần xô mới ngã. Những lời nói cay nghiệt, những sự kiểm soát, đe dọa và so sánh tiêu cực cũng đã đủ giết chết một con người. Bạo lực ngôn từ, kẻ sát nhân ẩn mình. Từ đó, bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được. Cảm ơn tập thể lớp 8A7 đã mang đến một tiết mục vô cùng.